Rồi, xin chào các bạn nha. Vừa rồi thì bên mình đã chia sẻ những hình ảnh thực tế về cái căn một tầng mái Nhật, mẫu nhà vườn của anh Thắng tại xã Trung Môn của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Thì công trình này là công trình mà rất là may mắn khi Vietroop bên mình đã được anh Thắng nghiên cứu và tìm hiểu và lựa chọn bên mình, giao cho bên mình cung cấp toàn bộ vật tư khung kèo, ngói và toàn bộ nhân công dựng khung, nhân công đập ngói hoàn thiện cho gia chủ. Tức là căn này bên mình chỉ đang thi công chọn gói các bạn ạ. Hệ khung kèo sử dụng trong công trình là hệ hai lớp kèo mày đập ngói có thương hiệu Khép Nhẹ mang thương hiệu Vietroop. Và loại ngói sử dụng trong công trình là ngói đất nung trắng men màu có thương hiệu là Á Mỹ, một dòng ngói ở phân khúc cao cấp XL nhé, Queen XL đó. Cái công trình này thì bên mình đã triển khai những bước hoàn thiện cuối cùng, đó là úp bò lắp các bạn ạ. Công trình này thì anh em mình bên mình đã triển khai thi công được đến ngày hôm nay là 4 ngày rồi, với cái diện tích là 150 m². Đấy, và hiện tại là bên mình đang có triển khai lực lượng là khoảng tầm 3 người. Đấy, thế thì tiến độ như này cũng khá là ok. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình đến thăm công trình thì mình sẽ chia sẻ các bạn một cái vấn đề, đó là gì. Cái công trình này có một hạng mục mái con, đây mình đang đứng ở lóc của mái con đấy. Giao cắt mái lớn thì mình sẽ chia sẻ về cái nội dung đó là gì, chúng ta sẽ lắp đặt cái băng chối như nào để chúng ta đẹp. Rồi, xin chào các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng ở trên nóc của hạng mục mái sảnh của một căn nhà vườn một tầng mái Nhật của anh Thắng tại xã Trung Môn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đó, thì hiện tại là anh em mình đang triển khai hoàn thiện úp các thanh mè bò cũng như là chuẩn bị công tác úp bò, còn ngói chính và hệ thống khung kèo bên mình đã triển khai thi công hoàn thiện xong rồi. Đó, thì đây chính là hệ thống thép Vietroop màu nhũ trắng của bên mình triển khai thi công cho gia chủ ở đây. Đấy. Còn công trình này thì sẽ có một hạng mục mái cũng khá là đơn giản thôi, sẽ có một cái máy chính ở đây, lóc máy chính các bạn nhìn thấy trên này này. Đó, đây là anh em thợ thi công của bên mình. Mùa này cũng tương đối nắng nên là anh em bịt bọc khá là tốt. Khả năng phải bổ sung thêm keo chống nắng. Đó, thì anh em đang gia cố các hệ thống xương để mà úp bò đấy các bạn ạ. Thì cái kia là anh em mình sẽ mang cái thanh nitô lên đó để mà úp cái mè bò. Thế đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ phải ngói chính này, các bạn nhìn đây. Chúng ta sẽ úp bò vào vị trí này. Thế thì để gắn được bò này thì trước khi gắn bò thì bên mình sẽ phải bắn vít, thì bắn vít để có xương bắn vít thì chúng ta sẽ úp nito. Nhưng để liên kết cái thanh nito này với hệ khung xương chính ở bên trong như này, cái thanh này, thì chúng ta sẽ có các cái tai. Đó. Chúng ta sẽ có cái tai này để liên kết. Đấy, thì đấy chính là cái đảm bảo cái yếu tố chống bay tốc rất là tốt và đường bò cũng sẽ là thẳng. Đấy. Thì video ngày hôm nay mình sẽ không phải chia sẻ nội dung này, mà video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ là gì đối với những cái căn nhà mái Nhật mà chúng ta sẽ có một hạng mục mái chính và các hạng mục mái phụ. Đặc biệt là khi mà chúng ta có một cái hạng mục mái phụ sảnh. Và cái đặc biệt là cái sảnh ở đây không phải sảnh cung cấp các bạn nhé, sảnh giật cấp. Đây, ví dụ như ngôi nhà này sảnh giật cấp, chúng ta có thể nhìn hình ảnh trên cao, chúng ta nhìn thấy sảnh giật cấp thì chúng ta sẽ xử lý cái máng xối này như thế nào để sao cho nó đẹp nhất. Hiện tại đây là chúng ta nhìn thấy đây là toàn bộ cái phần mái chính này. Còn vị trí đây là chúng ta sẽ có đúng một cái mái phụ sảnh này. Thì cái lóc của mái phụ sảnh nó sẽ ăn vào mái chính ở đây và giao cắt giữa hai cái mặt phẳng mái ngói, giữa mái chính với mặt sườn của mái phụ chúng ta sẽ có một đường xối như này. Và đây chính là cái vị trí đường xối mà anh em mình đã chỉ khai thi công cắt này. Chúng ta nhìn đường xối là đường cắt này cũng khá là ok, rất là thẳng, khá là khít. Các cái bột cắt này chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nhé, nó chỉ cần gió thổi cũng là sạch rồi, nhưng mà nếu mà trời mưa một chút thì mái này sẽ sạch hơn rất là nhiều. Chúng ta không phải lo lắng quá về cái hiện tượng bột cắt này. Đây là hiện tượng bột cắt khi trong quá trình thi công thôi. Đó. Thế thì đường số như này chúng ta nó sẽ kéo dài đến phía cuối này ở đây. Đó. Thì nếu mà trường hợp một, nếu mà chúng ta cái sảnh của chúng ta là cái sảnh mà cùng cấp thì cái toàn bộ cái đường chân ngói từ phía ngoài kìa chạy lên đây. Nó sẽ chạy hết sang bên này. Không chạy hết sang bên này. Đấy. Nhưng đối với trường hợp mà sảnh giật cấp, tức là cái cốt sảnh
cốt sàn sảnh ở đây nó giật xuống so với cái sàn mái trên này. Thì lúc này cái chân số chúng ta sẽ dừng ở lưng chừng ở đây. Đó, ở đây là sự khác biệt. Vậy thì chúng ta sẽ lắp đặt tại những vị trí giáp danh này, chúng ta sẽ lắp đặt máng suối. Mục đích của máng suối là để thu toàn bộ lượng nước ở các sóng ngói này chảy vào đây, cũng như các sóng ngói vị trí bên này chảy vào đây. Đây là bên ngoài này là anh em mình đang ngoài thừa các bạn ạ. Đấy. Thì nó sẽ thu lại. Thì tuy nhiên cái chân băng suối này nó sẽ kéo dài đến đâu? Thì xin thưa các bạn là cái kéo dài nó sẽ dừng lại ở bên cuối cái chân cái đường ngói này và chân cái sóng ngói bên này nó sẽ dừng lại các bạn nhé. Đấy. Thế thì chúng ta có cần chú ý là như này, dừng lại ở chỗ nào hợp lý thì đây là chính là cái bí quyết là kinh nghiệm của anh em thợ thi công. Đấy. Chúng ta lót măng suối nó sẽ chạy từ đây, từ đỉnh nóc này chạy vào đây. Đấy. Đến chỗ này nó sẽ dừng thì chúng ta chỉ hiểu đến chỗ này là dừng thôi, còn cái việc vài đến chỗ nào chính xác con là dừng lại thì đó là cái kinh nghiệm của anh em thợ thi công. Có hai phương án, ba phương án xảy ra các bạn nhé. Trường hợp một, nếu chúng ta để ngắn giật vào trong một tí, thế thì xác suất rủi ro là dột chỗ này rất là cao. Đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là chúng ta làm thừa, cái chân máng suối nó phải vượt qua cái, nó sẽ phải nằm đè trên cái chân ngói này này các bạn này. Đấy, trong cái về này này thì nó sẽ lộ cả cái chân máng thò ra ngoài. Thế thì chắc chắn là hiện tượng dột sẽ không còn nữa. Tuy nhiên là nếu chúng ta đứng ở trên đường và nhìn lên chúng ta thấy cái lộ cái máng inox này ra thì nó lại xấu các bạn nhé. Đấy, có hai trường hợp nhá. Một là ngắn, cho ngắn hẳn đi, ngắn hẳn lên thì xác suất dột rất là cao nhưng mà chúng ta giấu được cái máng suối. Trường hợp thứ hai là chúng ta cho máng chân máng nó thò hẳn ra ngoài, ngồi lên trên cái bề mặt viên ngói này này. Đấy, về mặt lý thuyết là nó phải ngồi lên trên bề mặt viên ngói này thì chắc chắn là chống hắt dột rất là tốt nhưng mà bù lại nó lộ máng suối, nó sẽ không đẹp. Thế thì vậy chúng ta sẽ chọn lựa chọn cái vị trí như nào, chân băng số nó dừng lại vừa tầm các bạn nhé, nó đủ để thoát lượng nước, nó ngồi lên trên cái chân máng, nó ngồi lên trên cái viên ngói này. Đấy, đủ để lượng nước nó chui trên mặt mái, nó thoát ra ngoài chứ không chui ra ngoài, nước nó không chui vào trong. Đấy, nhưng mà vù lại nó độ ngắn nó vừa phải để chúng ta không lộ đứng từ dưới nền đường kìa. Đấy, cổng này nhưng nó nhìn lên đây nó sẽ không lộ cái phần chân máng xối ra. Đấy chính là cái vị trí lý tưởng nhất các bạn nhé. Đấy, mình sẽ cố gắng mình quay cận cảnh hơn để các bạn nhìn thấy này. Đang nhìn thấy này. Đó. Đối với sảnh giật cấp thì chân băng suối nó thò ra vừa phải như này rất là ok này. Nó thò dài hơn một chút thì nó sẽ tăng cái hệ số an toàn, nhưng mà cái tinh thẩm mỹ nó lại kém hơn một chút. Nhưng mà ngắn quá thì cũng gây dột. Theo mình nghĩ làm như này được thì là rất là lý tưởng. Còn nếu mà trường hợp 2 là theo kinh nghiệm của mình khuyên là chúng ta nên làm dư ra một tí cho nó tăng hệ số an toàn lên. Còn cái hình thức thì mình nói thật với các bạn là nó dư ra một ít máng suối nó không có ảnh hưởng gì đến tinh thẩm mỹ cả. Đấy. Đó chính là lời khuyên của bên mình. Ít nhất là bằng cái chân ngói và đua ra thêm một chút nữa thì là càng tốt. Rồi, vừa rồi mình là những chia sẻ rất là nhanh về cái vị trí lắp đặt của các cái máng suối đối với cái máy sảnh giật cấp đối với một căn máy Nhật các bạn nhé. Chúng ta có hoàn toàn có thể tham khảo video này để rút kinh nghiệm để thi công. Rất là có ý nghĩa rồi dành cho các anh em thợ thi công, hoặc là chúng ta là gia chủ chúng ta có thể hiểu biết hơn một chút nữa về cái kiến thức về làm máy ngói để như nào để chúng ta có thể là kiểm tra hoặc là đề nghị anh em thợ thi công là một cách tốt nhất và đẹp nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào. Thank you.